Bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh tập 20. Để tôi, cảm ơn. Không sao, mình tôi làm được. Anh ngồi chỗ nào? Anh ngồi chỗ nào? Cảm ơn, ở đây. Cẩn thận, đừng để túi rơi trúng đâu. Cảm ơn, không có gì. Thằng khùng. Vậy hả? Vậy được không sao? Công ty có việc gì tôi sẽ giải quyết giùm cậu. Không hiểu tôi sẽ xin ý kiến của chủ tịch Trình là được. Cậu yên tâm. Cậu đang ở đâu? Sao tôi nghe thấy tiếng tàu hỏa vậy? Tôi đi nghỉ dưỡng vài hôm. Được. Vậy cậu cứ đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì chúng ta sẽ gọi điện. Được không? Được. Anh bạn, tôi trao đổi với anh chút. Có chuyện gì? Chúng ta đổi chỗ được không? Sao phải đổi? Tôi nói anh nghe, tức là cô gái ngồi cạnh anh là bạn gái tôi. Bọn tôi mới cãi nhau nên không mua được vé ngồi cạnh nhau. Anh hiểu không? Nên mình đổi chỗ đi, được không? Anh đừng nhìn tôi như vậy. Anh coi, chắc chắn là hiểu lầm tôi rồi. Vậy đi anh bạn, anh cầm số tiền này. Đổi chỗ đi, chuyện đơn giản mà, được không? Cảm ơn nha. Thôi được, đừng tưởng tôi không biết. Loại người như anh muốn làm gì? Tôi không mắc bẫy anh đâu, lưu manh. Xích Lương, đừng khách sáo vậy. Đều là người một nhà. Sau này gọi tôi là chú Lương đi. Chú Lương. Chủ tịch Trình quả nhiên không nhìn nhầm người. Khuya vậy rồi vẫn làm gì? Sao hả? Cùng chú Lương dự một bữa tiệc đi. Được, cháu cũng có nhiều điều cần chú tư vấn và chỉ bảo. Được, tôi đợi cậu dưới lầu. Dạ. Chính hắn đó. Tôi không quen. Sao cậu lại tới đây? Tôi không tới được sao? Lâu lắm rồi cậu không tới đây hát. Có chuyện gì à? Không. Tôi có bạn gái rồi. Đây là Alice. Tên tiếng Trung là Đại Hoa, du học sinh Mỹ. Em yêu, đây là Lâm Hạ, anh thường nhắc tới với em. Lâm Hạ, chào cô. Tư Mập thường hay nhắc đến cô. Được lắm, tên Mập này mà cũng có bạn gái rồi. Tôi kể cậu nghe là cô ấy cua tôi trước. Nói gì vậy? Rõ ràng là anh cua em trước. Ai cua ai cũng vậy, đúng không?
Cuối cùng cũng tìm được cô. Tìm tôi có chuyện gì? Tối nay có được nghe cô hát không? Lâu lắm rồi không nghe bài Tích Tắc. Tôi tới để cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì? Lần trước cô đã xem bói giúp tôi, nói là tôi gặp một khó khăn. Cô nói là tôi hãy án binh bất động. Cô còn nhớ không? Anh án binh bất động thật hả? Chính nhờ đề nghị của cô, tôi mới có thể vượt qua khó khăn đó. Tôi xem cho người khác lúc nào cũng rất chuẩn. Cô gái ở trước mắt tôi có còn là ngọn cỏ lâm hạ, không sợ trời, không sợ đất nữa không? Có phải có chuyện gì hả? Vì thằng khùng à. Với lại tôi cảm thấy lần này cô bị tổn thương không hề nhẹ. Khóc đi. Muốn khóc thì khóc đi. Hoặc tâm sự với tôi cũng được. Tôi không chỉ là khán giả trung thành của cô, mà tôi còn là lọ thuốc của cô nữa. Lọ thuốc. Đúng đó. Tôi tin dù cô có bị tổn thương đến mức nào, tôi đều có thuốc giải hết. Bệnh của tôi anh không chữa được đâu. Bệnh nan y. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Cô không tin hả? Được. Lọ thuốc chứ gì? Đúng, chữa bách bệnh. Vậy thì tối nay anh có thể đừng hỏi gì hết, yên tĩnh ở bên tôi một tối. Tôi muốn làm gì cũng được. Được thôi. Cô gái, đêm trời lạnh, tôi có chăn, để tôi lấy cho cô đắp. Thôi khỏi, tôi không lạnh. Cô là người Vân Nam à? Chỗ nào ở Vân Nam? Hòa Thuận. Hòa Thuận. Phải cổ trấn Hòa Thuận ở huyện Đằng Xung không? Đúng rồi. Chỗ đó đẹp lắm. Một trong những cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc. Lần này tôi đi Lệ Giang thu thập tư liệu. Có cơ hội tôi cũng muốn đi Hòa Thuận. Thu thập tài liệu gì? Tới Vân Nam tìm cảm hứng đó. Tiện thể viết vài bài hát. Không nhận ra chứ gì? Không dám giấu, tôi là ca sĩ kim nhạc sĩ, viết hơn cả chục bài hát rồi. Thật ra những bài hát này cũng chưa được thị trường kiểm nghiệm. Hay là tôi hát vài bài cho cô nghe nha. Nghe xem có hay không. Tôi không hiểu đâu. Cần gì phải hiểu. Thật ra chúng tôi viết nhạc là để phục vụ người dân mà, đúng không? Hát đi. Anh ủng hộ bản quyền. Tàu còn chạy cả đêm. Cho mọi người tỉnh táo tinh thần. Nào hát đi, trì âm mà. Có cần giúp không? Không sao.
hàng hiếm đó. Có biết hát chị Hai Dương nhớ chồng không? Chị Hai Dương cái gì? Tôi chỉ hát nhạc của tôi. Sáng tác anh biết không? Toàn là bài mới, bài đó cũ lắm rồi. Chị Dương nhớ chồng tôi không biết hát. Tôi phải làm nóng chút. Nghe nha. Hay, hay lắm. Lâu lắm rồi không đàn. Hay. Đoạn sau còn hay hơn nữa. Hay là hát lại nha. Thôi, tôi buồn ngủ rồi. Tôi phải đi ngủ đây. Nghỉ một lát đi. Lâu lắm rồi không đàn. Anh ơi, đổi chỗ được không? Anh đổi chỗ cho anh ấy đi. Làm ơn, làm ơn. Được. Chỗ này, cảm ơn. Cầm lấy cái này. Anh bạn, bài hát vừa nãy tôi nghe hay thật sự. Còn cần anh nói sao? Nhất là với phong cách và khí chất này của anh, khiến cả bài hát như có sức sống hơn. Anh đừng có cười. Hay là anh có dám thi với tôi không? Thi như nào? Tình cờ tôi cũng là nhạc sĩ. Vậy đi, rất đơn giản. Để anh đây ra đề cho chúng ta. Sau đó mọi người sẽ đánh giá màn trình diễn của chúng ta. Nếu ai thua, người đó phải thực hiện một yêu cầu của người kia. Được không? Anh dám không? Anh sợ cái gì? Anh có tài như vậy, anh thi đi. Hát cho người ta sợ. Anh ủng hộ cậu, đi đi. Thi thì thi. Anh nói điều kiện là gì trước đi. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Nếu tôi thắng anh, anh phải đổi chỗ cho tôi, dám không? Được. Nếu tôi thắng anh thì sao? Nếu anh thắng, điều kiện của anh chắc tôi không cần hỏi đâu. Vì sao? Vì anh thua chắc. Này, anh, tôi vừa nghĩ ra. Vậy đi, cô gái này xinh đẹp. Hay là lấy cô ấy làm chủ đề để sáng tác một bài. Tôi sẽ làm trọng tài. Đừng, đừng nói gì. Sao vậy? Có cảm hứng rồi. Không phải cô bảo đói sao? Sao mới ăn mấy miếng đã thôi rồi? Tôi ăn no rồi. Tiếp theo cô muốn đi đâu? Sao anh bạn vẫn chưa nghĩ ra à? Sáng tác cần phải có cảm hứng. Khi để cảm hứng vừa đến, tại anh phá đám làm tôi. Tôi không tin là anh lại có cảm hứng nhanh như vậy. Anh hát trước đi. Tôi viết ra bài hát này là anh sẽ nhận thua đúng không? Anh hát ra được xem như anh thắng. Mọi người nghe rõ nha. Tôi viết ra rồi, anh ta sẽ nhận thua. Được chứ? Được. Sáng tác là cần có không gian. Trên tàu không phải nơi viết nhạc. Đợi coi anh ta xem.
Cô gái thật là xinh đẹp. Nhìn thấy em, trái tim tôi liền xao xuyến. Tôi có điều muốn nói với em. Em đã có đối tượng chưa? Cô gái thật xinh đẹp. Nhìn thấy em, trái tim tôi liền xao xuyến. Có điều tôi muốn nói với em. Nè, em đã có đối tượng chưa? Cô gái đừng căng thẳng. Tôi đảm bảo tôi không phải lưu manh. Cô gái nhờ em giúp tôi việc này, biến cuộc sống của tôi thành thiên đường. Cô gái đừng căng thẳng. Tôi đảm bảo tôi không phải lưu manh. Cô gái nhờ em giúp tôi việc này, biến cuộc sống của tôi thành thiên đường. Hay quá, hay quá. Em bước ra từ núi tuyết. Mùa xuân như ôm trọn lấy em. Em bước ra từ núi tuyết. Trái tim là... Tôi đã nói tôi hát rất đáng sợ mà cô còn không tin. Đúng là rất đáng sợ. Hay là... mình đi quẩy đi. Được đó, hay đó. Hay thật mà. Ông ơi, cháu muốn đổi chỗ với ông. Ông ngồi đằng kia được không? Cạnh cửa sổ. Cảm ơn. Được. Cảm ơn ông. Không có gì. Treo áo lên. Nào, để tôi. Bạn nhỏ, cho nhờ chút. Túi. Không sao thật mà.
xem phim, hát karaoke, đi bar, ăn lẩu. Bây giờ lại ngồi bên vệ đường cùng tôi uống cốc trà sữa dâu. Đây là những việc thằng khùng đã hứa sẽ làm cùng tôi. Tôi hiểu. Tôi cảm ơn anh đã dành cho tôi cả buổi tối hôm nay. Phải là tôi cảm ơn cô. Chỉ trong một buổi tối đã giúp tôi nhận ra thanh niên thời nay làm những gì. Tâm trạng đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Tôi thật sự thấy đỡ hơn rồi. Cô xem, thật ra chưa cần đến uống thuốc của tôi. Cô chỉ cần đem lọ thuốc này theo đã ngăn ngừa được bách bệnh rồi. Tôi mong ngọn cỏ dại lâm hạ đánh cũng không chết, sẽ sống lại giống như mặt trời sớm mai. Nhất định. Nhất định. Tôi cảm thấy giờ cô có thể hét ra những điều cô muốn nói trong lòng. Như vậy đêm nay cô sẽ ngủ rất ngon. Thật đó. Ở đây hả? Vậy có được không? Lọ thuốc đã nói là chuẩn. Chiều này trước đây tôi đã thử rồi. Thằng khùng chết tiệt thối tha. Anh cứ làm màu nữa đi. Anh thích ai cứ thích. Tóm lại em thích anh. Anh yêu ai cứ yêu. Tóm lại em yêu anh. Quá yêu anh nên sẵn sàng nhường anh đến một nơi khác hạnh phúc hơn. Rất yêu, rất yêu anh. Chỉ khi anh có được tình yêu, em mới an lòng. Cuối cùng cũng thấy cô khóc. Cô khóc ra được, tôi cũng yên tâm hơn. Lần này thoải mái hơn nhiều. Nhưng mất mặt quá. Lọ thuốc này của tôi cũng có tác dụng đó chứ. Dân từng trải có khác. Nhưng bây giờ không còn nhiều đàn ông đem theo khăn giấy bên mình nữa. Anh có phải cung xử nữ không? Cự giải. Vậy chúng ta rất hợp đó. Tôi phải về thật rồi. Lưu số của tôi đi. Không chừng sau này lúc nào cần uống thuốc có thể gọi. Anh yên tâm, tôi lưu rồi. Tôi có thể phục vụ cô bất cứ lúc nào. Tôi đi đây. Em giúp anh. Chú Lương. Tiểu Mạnh. Gian nan cần phải làm quen. Hưởng thụ cũng cần phải làm quen. Tôi nghĩ không bao lâu nữa cậu sẽ am hiểu hơn về cuộc sống này. Tôi biết vì sao cậu buồn. Nghe lời khuyên của chú Lương, phụ nữ chỉ là động lực, là xăng dầu trên đường thành công của chúng ta. Nhưng cậu nhớ là không được để họ trở thành động cơ của cậu, càng không được để họ trở thành tay lái của cậu. Cháu hiểu rồi chú Lương. Cháu yên tâm, cháu sẽ không để chú thất vọng. Được. Xăng không hết được. Cậu sẽ thấy trạm xăng tiếp theo. Có thể xăng ở đó sẽ mạnh hơn, có lực hơn. Hiểu ý của chú Lương chứ? Dạ hiểu. Tiểu Mạnh, chú Lương đánh giá cậu rất cao. Cố gắng nha. Chú Lương sẽ giúp cậu. Cảm ơn chú Lương. Nào, cạn ly.
Cô ấy đâu? Ai? Anh biết ai rồi. Cô gái ngồi bên cạnh anh. Không thấy. Có lẽ xuống tàu giữa đêm rồi. Xuống tàu rồi. Cô ấy xuống trạm nào? Sao tôi biết được? Anh không nhìn xem, hành lý cô ấy còn ở đó thì làm sao sống được, người đâu mà ngốc. Chào sếp ngủ, chào buổi sáng. Chào sếp ngủ. Chào. Chào buổi sáng. Chào sếp ngủ. Mì được rồi, cảm ơn. Cho qua nhờ. Cảm ơn. Ăn đi. Vào đi. Tôi pha cho cô tách cà phê rồi. Tôi có rồi, để đó đi. Anh còn có việc gì nữa không? Không có gì. Vậy lúc ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi. Tôi ra ngoài đây. Đến ông rồi. Phong đầu tử. Nào, lão Lý. Hạ Hạ. Dậy rồi hả? Chú gì? Dậy rồi hả? Con đã nói không về nhà ngủ rồi. Mới sáng sớm mà người đã đánh mặt dược làm con tỉnh giấc. Cha mẹ thật là còn chăm hơn cả bọn trẻ đi học. Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Cần khỏe để làm gì? Già rồi vẫn không leo nổi trường thành như cha mẹ. Con bé này lại ăn nói linh tinh. Hà Hà, chiều nay có lịch gì chưa? Làm gì? Cha mẹ lại bắt con đi xem mắt à? Không phải xem mắt mà là đại hội xem mắt. Hội phụ nữ tổ chức, có hàng ngàn người tham dự. Hàng ngàn người. Cha mẹ đăng ký cho con rồi, con phải đi. Hà Hà, cơ hội không được bỏ lỡ. Nghe nói đại hội xem mắt hàng năm tỷ lệ thành công rất cao. Đúng đó, có hàng ngàn người ế ở đó. Rất nhiều người nhờ vào nó mà bước vào lễ đường đó. Hà Hà, nắm lấy cơ hội. Không chừng lại vớt được đại gia nào. Đúng đó, khu nhà mình có Lâm Hạ là có điều kiện nhất. Được rồi lão Mã, bà đừng khen nó nữa. Đúng rồi, chiều nay đi nha. Chuẩn bị cho cẩn thận. Tôi có một dự cảm mạnh mẽ. Chiều nay chắc chắn có hy vọng. Vậy sao? Không đánh bài nữa. Chiều nay mình đi cùng nó. Không đánh nữa. Không đánh nữa. Ngô Địch đi ăn. Ừ, mau lên. Đến giờ ăn trưa rồi. Cùng đi đi. Thôi anh tự đi đi. Cô sợ phiền hả? Tôi lấy về cho cô. Tôi giảm cân. Ngô Địch, lấy giùm cái hamburger, không trễ mất. Chào mừng các vị khách mời đang tìm một nửa của mình đến dự buổi xem mắt do hội phụ nữ tổ chức. Mọi người ngoài giao lưu, quỹ ban chúng tôi còn chuẩn bị cho các bạn những hoạt động tương tác mạnh như 19 giây chân tình, con sông tình yêu,
Khách mời có hứng thú. Lão Lâm, xem kìa. Ông nhìn xem chàng trai kia, rất năng động thấy không? Đằng kia, không được. Làm sao? Mặt gãy, người đó trông xấu lắm. Bà nhìn người kia kìa. Ai? Vậy mà cũng chỉ lụm như vậy. Bộ ông không nghĩ đến gen di truyền à? Người kia ăn mặc như cán bộ vậy. Người đó trông giống như nhân viên nhà nước. Người kia hả? Ông không thấy người đó cứ ngơ ngơ như người nhà quê vậy? Mắt ông nhìn kiểu gì vậy? Con gái, người kia. Con đợi chút. Con gái, con làm gì vậy? Đứng ngẩn ra đó. Con xem có thích ai, mau qua đó nói chuyện với người ta đi. Nếu không người tốt sẽ bị người khác chọn hết đó. Hà hà, mọi người chọn chồng cho con hay chọn bắp cải vậy? Con bé ngốc này. Con xem buổi xem mắt kiểu này, người có tiền có quyền hay không tiền không quyền, không viết lên mặt đâu. Vậy làm thế nào? Con phải nhìn ngoại hình, khí chất của người ta. Biết không, nếu ưa nhìn thì qua đó nói chuyện, nghe rõ chưa? Đúng đó. Nếu con trúng tiếng sét ái tình với ai thì sao? Vậy thì tốt quá. Đúng đó, giống như mẹ con vậy. Năm xưa bị trúng tiếng sét ái tình của cha, sống sướng thế còn gì. Ông chỉ nói linh tinh. Là ông trúng tiếng sét ái tình của tôi thì có, bám da như đĩa. Tôi có bám da bằng bà không? Ông thôi đi. Hà hà, hay là con chơi trò kia đi, cho dễ hòa nhập. Đúng đó. Nhưng mà cha mẹ cứ tò tò đi theo con. Có ai thích con cũng ngại không dám đến gần, đúng không? Nên hai người đừng ở đây cản đường nữa, để con tự do phát huy. Con bé này nó có lý. Hay là như vậy, con ở đây câu cá, cha mẹ đi cửa sau. Hỏi mấy bà trong ủy ban xem có ai tốt không, cha mẹ chọn cho con vài người. Ý này hay đó. Chúng ta sẽ làm giám khảo, giống như chọn thí sinh vậy. Chúng ta chia làm 3 vòng, cuối cùng chọn ra hai người quyết chiến, so tài với nhau. Con đi cái gì ta? Sau đó con sẽ ở đây làm Khương Thái Công, được không cha mẹ? Được được, đi đi. Đúng rồi, hả hả. Phải lưu số, thích ai phải lưu số ngay, nhớ chưa? Dạ. Đi đi, đi hết đi. Chào cô. Làm gì vậy? Tôi có thể làm quen được không? Không. Các hành khách chú ý, hành khách nào cần nằm mời đến toa 13. Các hành khách chú ý, hành khách nào cần nằm giường mời đến toa 13 làm thủ tục. Có chuyện gì không? Tôi nghĩ chúng ta rất đẹp đôi. Cô thấy vậy không? Tôi cảm thấy anh rất xứng với Peter ở trước cửa nhà tôi. Peter là ai? Rất có tướng phu thê. Peter mà anh cũng không biết à? Chó giữ nhà nước Anh đó. Cô ăn nói kiểu gì vậy? Làm gì? Định cắn tôi à? Tôi sợ quá. Hà hà, xin lỗi anh. Người gì không biết. Xin lỗi đồng chí. Đừng đi, đừng giận mà. Con bé này không hiểu chuyện. Hà hà, con làm gì ở đây vậy? Sao con nói với người ta như vậy? Nhị lang thần cũng bị con dọa chạy mất dép. Sao lại trốn ở đây? Cha tìm mãi không ra. Đừng bắt con ở đây nữa, con phát điên mất. Không được. Con nghe mẹ nói, con phải kiên nhẫn. Con xem cha mẹ phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cho con ngừng này, chọn mãi mới được. Con xem đi, cha còn đăng ký phòng gặp riêng cho con rồi. Phòng gặp riêng chỉ là gặp nói chuyện thôi. Đúng đúng, trong này không có ai kém hết. Nghe nói ai cũng rất giỏi. Không không, con bé này nghe lời đi. Đi mau, đi. Cha mẹ quẩn mà. Anh đăng ký cho em một toa giường mềm rồi. Em vào đó nằm nghỉ đi. Không có ai làm phiền em. Anh cũng vậy. Thẩm Băng, anh làm gì vậy? Người ta nói không quen anh rồi. Nếu anh còn quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát.
bị ánh mắt sắc bén của tôi đuổi đi rồi. Sao cô không nói gì hết? Tôi không biết phải nói gì. Thời gian gần đây cô tâm trạng lên xuống thất thường, bi quan thất vọng đúng không? Có phải tư duy trì trệ, làm gì cũng không chủ động? Có ăn ngon không? Ngủ không yên, thường xuyên mất ngủ không? Vậy có cảm giác mệt mỏi không rõ lý do, còn thường xuyên nổi cáu không? Có. Vậy là đúng rồi. Theo như 9 triệu chứng của bệnh trầm cảm, cô đã có 4 triệu chứng rồi. Nên cô là bệnh nhân mắc trầm cảm dạng nhẹ. Tôi bị trầm cảm, đúng. Nhưng cô đừng sợ. Tuy trầm cảm có nguy cơ tự tử cao, nhưng cô gặp được tôi. Tôi có kinh nghiệm dày dặn về chữa trầm cảm, từng chữa cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, nói tạm biệt với bệnh trầm cảm, làm lại cuộc đời. Anh tới đây để xem mắt hay là để khám bệnh vậy? Hai cái này mâu thuẫn lắm sao? Chúng ta có thể kiêm cả hai việc. Phiền anh chữa khỏi bệnh nghề nghiệp của anh trước có được không? Cô không những bị bệnh trầm cảm mức độ nhẹ, còn có khuynh hướng rối loạn lưỡng cực. Mẹ kiếp, trước khi con biến thành con điên, đổi cho con người khác đi. Tôi thích cô rồi đó. Xinh đó. Con người tôi rất đơn giản. Tôi không biết dài dòng. Ở bên tôi dễ thôi. Tôi có tiền. Sau khi hai ta về chung nhà, tôi đảm bảo cô sẽ được lái Porsche, ở biệt thự, mặc hàng hiệu, ăn đồ cao cấp. Sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, tôi cho cô 1.000 vạn. Sau khi kết hôn, cho cô thêm 1.000 vạn nữa. Nhưng cô phải chịu trách nhiệm sinh cho tôi hai đứa con. Con gái 100 vạn, con trai 200 vạn, song thai 400 vạn một đứa. Không phải hai đứa, thai lông phụng, gấp 3 lần. Dốc dáng này của cô được đó. Kết hôn xong, cô chỉ cần tập trung đẻ, không phải chịu áp lực gì hết. Chỉ lo đẻ thôi, không cần sợ. Yên tâm, chúng ta chịu phạt được. Cô xem có ok không? Nếu ok, tôi cho cô 30 vạn làm tiền đặt cọc. Sao vậy? Sao lại mắc ói? Cô còn chưa kết hôn mà. Lẽ nào là gì? Vậy sao cô lại mắc ói? Tôi... Thật ra tôi là một người rất thích hợp làm chồng. Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Không chỉ biết giặt quần áo, nấu cơm, còn biết đan len, nuôi con. Bạn bè xung quanh tôi nói, đàn ông tốt như tôi, thời nay tuyệt chủng hết rồi. Anh chắc chắn là anh đến kiếm vợ chứ. Nghe cô nói kìa, không kiếm vợ thì kiếm cái gì? Bà xem. Nè, bà nó, hay là thôi đi. Con gái mình sắp chịu không nổi rồi. Được, hôm nay tạm như vậy, về nhà đi. Ngày mai lại tới. Cha mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Con xem cha mẹ còn bỏ cả đánh bài. Đúng đó, cha mẹ còn bỏ cả đánh bài. Chính là cha mẹ còn tận dụng mối quan hệ hàng chục năm nay. Nói bao nhiêu lời hay mới xin được ít tài liệu này. Con phải xem hết đó. Thật ra con vẫn luôn nói dối cha mẹ. Cha mẹ có tin là con có bạn trai rồi không?
không tin. Con có thật rồi. Ngày mai con gọi đến nhà cho cha mẹ xem. Có tin không? Không tin.